Hiện trường vụ nổ xe bồn ở Tây Phi, lửa cháy ngùn ngụt, 91 người thiệt mạng. Vụ nổ xe bồn nghiêm trọng xảy ra tại khu vực ngoại ô thủ đô Freetown, Sierra Leone vào sáng 6 tháng 11, theo giờ địa phương. Theo hãng tin CNN, giới chức đất nước Tây Phi đã xác nhận thông tin và cho biết xe bồn chở nhiên liệu va chạm với một phương tiện khác rồi nổ tung, khiến ít nhất 91 người thiệt mạng, khoảng 100 người khác bị thương. Ông Mohamed Lamrenba, giám đốc truyền thông của cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Sierra Leone cho hay, nhiều nạn nhân bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Công tác cứu hộ tại hiện trường đã kết thúc. Lực lượng chức năng sở tại đã chuyển nạn nhân bị thương tới bệnh viện, thu gom thi thể người thiệt mạng. Chia sẻ qua tài khoản Facebook chính thức, thị trưởng Freetown, Ivonke Akisoye bày tỏ rất đau lòng khi hay tin vụ nổ trên đường Baibure, Wellington và gửi lời cảm thông đến thân nhân của các nạn nhân thương vong. Cũng theo vị thị trưởng, trong số 91 người thiệt mạng, có nhiều người đã chết oan khi đổ xô tới để lấy nhiên liệu rò rỉ từ xe bồn. Nhiều hình ảnh được chia sẻ trên mạng cho thấy một số nạn nhân bị bỏng nặng, nằm trên đường còn ngọn lửa lớn, lan khắp các cửa hàng, nhà dân gần đó.